Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự 17 giờ hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri tại huyện Bố Trạch. Lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đợt 1 năm 2014. Thành phố Đồng Hới chủ trương phát triển kinh tế biển. Phóng sự: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần phát triển nông thôn bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước khi họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 12 dự án luật khác. Đồng thời, đại biểu Quốc hội tỉnh cũng báo cáo với cử tri một số kết quả về tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2014. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, hầu hết cử tri huyện Bố Trạch đã bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của chương trình kỳ họp, đồng thời mong muốn những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ sớm được trả lời trong kỳ họp này. Cử tri huyện Bố Trạch cũng đề xuất một số vấn đề về việc có chế độ chính sách hợp lý đối với những người tham gia quân ngũ trong giai đoạn từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến năm 1985. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ hiệu quả việc cho thuê đất dài hạn trên địa bàn. Có cơ chế chính sách và điều chỉnh nguồn vốn hợp lý cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã khó khăn. Cần thực hiện chủ trương hỗ trợ đối với những hộ nông dân trồng rừng bị thiệt hại do thiên tai. Có giải pháp đối với một số công trình cơ sở hạ tầng bị xuống cấp của địa phương, v.v. Cũng trong sáng nay 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đợt 1 năm 2014. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Cả bà mẹ được phong tặng và thân nhân của 69 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng trong đợt 1 năm 2014. Tại lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của quân và dân tỉnh Quảng Bình trong những năm đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và những đóng góp hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Diễn văn nêu rõ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng kiên cường đấu tranh, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong trang sử giữ nước oanh liệt ấy, cả dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi biết bao hy sinh, mất mát, đau thương. Nhiều gia đình đã hiến dâng những người con thân yêu nhất của mình cho non sông đất nước. Trong những mất mát đau thương của chiến tranh, thì đau thương lớn nhất là nỗi đau của những người vợ mất chồng, mẹ mất con. Trân trọng biết ơn và ghi nhận những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ, của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các mẹ. Đến cuối năm 2013, tỉnh Quảng Bình đã có 387 mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Để tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thực hiện nghị định số 56 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành địa phương lập hồ sơ đề nghị và được Chủ tịch nước quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 86 mẹ, trong đó phong tặng 17 bà mẹ và 69 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại buổi lễ, thờ ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu và bằng danh hiệu của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân của các mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay 10 tháng 10, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2013-2014. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 năm 2013-2014 từ cơ sở đến cấp tỉnh đã được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, thành công và đạt được một số kết quả có ý nghĩa.
Thông qua việc tổ chức đại hội thể dục thể thao, các đơn vị địa phương đã tạo nên không khí hào hứng phấn khởi trong các dịp lễ hội, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó khẳng định vai trò của hoạt động thể dục thể thao trong đời sống xã hội. Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 năm 2013-2014 tổ chức thành công, cũng là cơ sở để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên năng khiếu, vận động viên xuất sắc, tăng cường cho đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7, nhằm góp phần cải thiện vị trí của nền thể thao tỉnh nhà trong bảng tổng sắp của thể thao cả nước. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế của kinh tế biển, thời gian qua, bà con ngư dân thành phố Đồng Hới đã tích cực đầu tư đóng mới cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và cả phương tiện đánh bắt thủy sản khác. Kết hợp sản xuất ngư trường truyền thống với khai thác xa bờ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng Hới hiện có 526 tàu thuyền với tổng công suất 48.193 CV, trong đó tàu đánh bắt xa bờ 252 chiếc. Những năm qua, cả cấp hội nông dân đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập được 60 tổ đoàn kết, 13 tổ hợp tác với 518 thành viên tham gia. Mô hình các tổ đoàn kết, tổ hợp tác đã thật sự phát huy hiệu quả, giúp người dân yên tâm hơn khi bám biển dài ngày và đóng góp quan trọng vào việc tăng năng suất, hiệu quả đánh bắt. Nhờ vậy, giá trị sản xuất thủy sản bình quân hàng năm ở Đồng Hới đạt khoảng 8.500 tấn, tăng 4,5%. Trong đó sản lượng xuất khẩu gần 3.500 tấn, chiếm 41% tổng sản lượng khai thác. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố Đồng Hới đã phân bổ kinh phí cho các chủ tàu với số tiền hơn 16 tỷ đồng theo chủ trương của chính phủ, giúp ngư dân vươn khơi mở rộng ngư trường. Theo đó, sản lượng đánh bắt trong 9 tháng thực hiện được 7.500 tấn thủy sản các loại, đạt gần 90% kế hoạch. Nguồn lợi từ thủy sản đã đem lại thu nhập ổn định cho các chủ tàu thuyền và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhiều lao động địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những phong trào mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trong thời gian qua, phong trào này luôn được cả cấp hội nông dân ở Quảng Bình đặc biệt quan tâm, bởi hiệu quả của phong trào có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của hội viên nông dân, góp phần quan trọng phát triển nông thôn bền vững. Dưới sự chỉ đạo của hội nông dân tỉnh, cả cấp hội đã tuyên truyền một cách sâu rộng và thường xuyên phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động sáng tạo của mỗi hội viên nông dân. Không chỉ làm giàu về vật chất mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tỷ đến nay, toàn tỉnh có 82.000 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có hơn 58.000 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Mọi cái chính phủ ban hành ra thì cũng có nhiều cái thuận lợi để cho ngư dân bám biển. Nhân dân ở Cần Dương thì có gần tới đây thì 3-4 năm nay đây thì nói chung cũng làm ăn phát triển mạnh, nói chung là kinh tế biển thì cũng càng ngày càng cao, đời sống lao động thì càng ngày càng nâng lên, nói chung là để làm lợi cho chính riêng bản thân mình và các thành viên lao động trong con tàu mình và coi như là đóng góp cho xã hội. Tùy vào quy mô lớn nhỏ, trung bình mỗi trang trại, cơ sở sản xuất của nông dân đều đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên dưới 10 lao động. Cơ sở sản xuất mỹ nghệ Quang Hợp của nông dân Lê Quang Hợp, xã Quảng Hoa, thị xã Ba Đồn là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả và góp phần dạy nghề, giải quyết việc làm cho các lao động ở nông thôn. Mỗi dòng quy mô sản xuất cần thêm nhân công, nhưng anh Lê Quang Hợp không tuyển những thợ lành nghề, mà lại nảy ra ý tưởng tìm những lao động có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, không có việc làm thường xuyên để dạy nghề. Trong thời gian đầu, cả lao động được nuôi ăn học miễn phí. Sau khi khá thành thạo với công việc, làm nên sản phẩm, sẽ được trả lương tùy theo mức lao động và tay nghề. Hiện nay, cơ sở sản xuất mỹ nghệ Quang Hợp có từ 10 đến 12 lao động, với thu nhập bình quân mỗi lao động từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. Mình có một suy nghĩ này là phải tạo điều kiện công ăn việc làm cho các em, vừa có lời đôi bên, mình vừa là được một cái có công nhân để làm đó, vừa là giúp các em có trở thành có một cái nghề thì các em là khỏi xa vào những con đường gọi là tị nạn xã hội, sau đó các cháu có tay nghề vững vàng nên làm được cái có tiền thu nhập hàng tháng đối với gia đình phấn khởi. Có thể nói, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được xem là sự dung hòa của người nông dân truyền thống và người nông dân thời đại mới. Đó là tổng hợp của sự cần cù chịu khó và lao động sáng tạo, tiếp thu cái mới, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mạnh dạn phá bỏ cái cũ để làm ăn theo cách mới có hiệu quả hơn.
Nhưng quan trọng hơn cả là sự đổi mới trong nhận thức, tư duy của người nông dân. Họ không còn bị động trông chờ vào sự giúp đỡ hỗ trợ từ nhà nước. Họ luôn nhận thức rằng muốn thoát nghèo bền vững thì bản thân người nông dân phải mạnh dạn chịu khó, tự mình giúp mình thoát nghèo bằng chính nghề nông và các ngành nghề vốn là thế mạnh của quê hương. Mô hình của gia đình hiện nay đang còn trồng một vườn keo là 7 hecta. Thì trong đó thì ngoài gia đình của mình trồng, trong đó thì cũng tuyên truyền vận động bà con là về công tác bảo vệ rừng và chăm sóc rừng, đặc biệt hơn nữa là cái rừng vườn trồng của mình là phải chăm sóc chu đáo, và hai là phát triển nhiều nhiều diện tích tăng hàng năm. Mình phải tự làm chứ mình đừng phụ thuộc nhiều vào chính sách quá, thì đâm ra thì mình cũng là khó khăn, vì mình phải tự lực tự cương để mình có cái trách nhiệm về cái vườn cây của mình nữa. Có thể khẳng định rằng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều nông dân nói riêng và diện mạo một số vùng nông thôn nói chung. Với những kết quả hiệu quả kinh tế xã hội mà các trang trại, cơ sở sản xuất của nông dân đem lại, đã có phần tích cực trong cả phong trào thi đua của các cấp hội nông dân Quảng Bình đã và đang triển khai thực hiện. Đúng như mong muốn của bác Hồ kính yêu, làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khả giàu, người khả giàu thì giàu thêm. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết chiều tối nay ngày 10 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.